Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác. Một nhỏ. Giới hạn của sin x chia x. Hoạt động 1. Tính sin 0,01 chia 0,01. Sin 0,001 chia 0,001 bằng máy tính bỏ túi. Ta thừa nhận định lý sau đây. Định lý 1. Lim của sin x chia x khi x tiến tới 0 bằng 1. Ví dụ 1. Tính lim của tan x chia x khi x tiến tới 0. Giải. Ta có lim của tan x chia x khi x tiến tới 0 bằng lim mở ngoặc sin x chia x nhân với 1 chia cos x đóng ngoặc khi x tiến tới 0 bằng lim của sin x chia x nhân lim của 1 chia cos x khi x tiến tới 0 bằng 1. Ví dụ 2. Tính lim của sin 2x chia x khi x tiến tới 0. Giải. Lim sin 2x chia x khi x tiến tới 0 bằng lim của 2 mở ngoặc sin 2x chia 2x đóng ngoặc khi x tiến tới 0 bằng 2 nhân lim sin 2x chia 2x khi x tiến tới 0 bằng 2 nhân 1 bằng 2. Hai nhỏ. Đạo hàm của hàm số y bằng sin x. Định lý 2. Hàm số y bằng sin x có đạo hàm tại mọi x thuộc R và sin x phải bằng cos x. Chứng minh. Giả sử delta là số gia của x, ta có delta y bằng sin mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ sin x bằng 2 nhân sin delta x chia 2 nhân cos mở ngoặc x cộng delta x chia 2 đóng ngoặc. Delta y chia delta x bằng 2 nhân cos mở ngoặc x cộng delta x chia 2 đóng ngoặc nhân sin delta x chia 2 chia delta x bằng cos mở ngoặc x cộng delta x chia 2 đóng ngoặc nhân tỷ số sin delta x chia 2 chia delta x chia 2. Lim delta y chia delta x khi delta x tiến tới 0 bằng lim của cos mở ngoặc x cộng delta x chia 2 đóng ngoặc khi delta x tiến tới 0 nhân với lim của tỷ số sin delta x chia 2 chia delta x chia 2 khi delta x tiến tới 0. Vì lim của cos mở ngoặc x cộng delta x chia 2 đóng ngoặc khi delta x tiến tới 0 bằng cos x do tính liên tục của hàm số y bằng cos x và lim của tỷ số sin delta x chia 2 chia delta x chia 2 khi delta x tiến tới 0 bằng 1 nên lim delta y chia delta x khi delta x tiến tới 0 bằng 1 nhân cos x bằng cos x. Vậy y phải bằng sin x phải bằng cos x. Chú ý, nếu y bằng sin u và u bằng ux thì sin u phải bằng u phải nhân cos u. Ví dụ 3. Tìm đạo hàm của hàm số y bằng sin mở ngoặc 3x cộng b chia 5 đóng ngoặc. Giải. Đặt u bằng 3x cộng b chia 5 thì u phải bằng 3 và y bằng sin u. Ta có y phải bằng u phải nhân cos u bằng 3 nhân cos mở ngoặc 3x cộng b chia 5 đóng ngoặc. Ba nhỏ. Đạo hàm của hàm số y bằng cos x. Hoạt động 2. Tìm đạo hàm của hàm số y bằng sin mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc. Định lý 3. Hàm số y bằng cos x có đạo hàm tại mọi x thuộc R và cos x phải bằng trừ sin x.
Từ nhận xét, cos x bằng sin mở ngoặc, b chia 2 trừ x đóng ngoặc, suy ra ngay đều phải chứng minh. Chú ý, nếu y bằng cos u và u bằng ux thì cos u phải bằng trừ u phải nhân sin u. Ví dụ 4, tìm đạo hàm của hàm số y bằng cos mở ngoặc x mũ 3 trừ 1 đóng ngoặc. Giải, đặt u bằng x mũ 3 trừ 1 thì u phải bằng 3x bình phương và y bằng cos u. Ta có y phải bằng trừ u phải nhân sin u bằng trừ 3 nhân x bình phương nhân sin mở ngoặc x mũ 3 trừ 1 đóng ngoặc. 4 nhỏ, đạo hàm của hàm số y bằng tan x. Hoạt động 3, tìm đạo hàm của hàm số fx bằng sin x chia cos x với x khác bi chia 2 cộng k bi, k thuộc z. Định lý 4, hàm số y bằng tan x có đạo hàm tại mọi x khác bi chia 2 cộng k bi, k thuộc z, và tan x phải bằng 1 chia cos bình phương x. Áp dụng quy tắc tính đạo hàm của một thương đối với hàm số tan x bằng sin x chia cos x, suy ra điều phải chứng minh. Chú ý, nếu y bằng tan u và u bằng ux thì ta có tan u phải bằng u phải chia cos bình phương u. Ví dụ 5, tìm đạo hàm của hàm số y bằng tan mở ngoặc 3x bình phương cộng 5 đóng ngoặc. Giải, đặt u bằng 3x bình phương cộng 5 thì u phải bằng 6x và y bằng tan u. Ta có y phải bằng u phải chia cos bình phương u bằng 6x chia cos bình phương mở ngoặc 3x bình phương cộng 5 đóng ngoặc. Năm nhỏ, đạo hàm của hàm số y bằng cotan x. Hoạt động 4, tìm đạo hàm của hàm số y bằng tan mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc với x khác k bi, k thuộc z. Định lý 5, hàm số y bằng cotan x có đạo hàm tại mọi x khác k bi, k thuộc z, và cotan x phải bằng trừ 1 chia sin bình phương x. Chú ý, nếu y bằng cotan u và u bằng ux, ta có cotan u phải bằng trừ u phải chia sin bình phương u. Ví dụ 6, tìm đạo hàm của hàm số y bằng cotan mũ 3 mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc. Giải, đặt u bằng cotan mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc thì y bằng u mũ 3. Theo công thức đạo hàm của hàm hợp, ta có y phải x bằng y phải u nhân u phải x bằng 3u bình phương nhân u phải x bằng 3 cotan bình phương mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc vuông cotan mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc vuông phải bằng 3 cotan bình phương mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc nhân với tỷ số trừ mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc phải chia sin bình phương mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc bằng 3 nhân cotan bình phương mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc nhân tỷ số trừ 3 chia sin bình phương mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc bằng trừ tỷ số 9 nhân cos bình phương mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc chia sin mũ 4 mở ngoặc 3x trừ 1 đóng ngoặc. Bản đạo hàm x mũ n phải bằng n nhân x mũ n trừ 1. 1 chia x phải bằng trừ 1 chia x bình phương. Căn bậc 2 của x phải bằng tỷ số 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của x. U mũ n phải bằng n nhân u mũ n trừ 1 nhân u phải. 1 chia u phải bằng trừ u phải chia u bình phương.
căn bậc 2 của U phải bằng U phải chia 2 nhân căn bậc 2 của U. Sin x phải bằng cos x. Cos x phải bằng trừ sin x. Tan x phải bằng 1 chia cos bình phương x. Cotan x phải bằng trừ 1 chia sin bình phương x. Sin u phải bằng u phải nhân cos u. Cos u phải bằng trừ u phải nhân sin u. Tan u phải bằng u phải chia cos bình phương u. Cotan u phải bằng trừ u phải chia sin bình phương u. Bài tập 1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau. A nhỏ, y bằng tỷ số x trừ 1 chia 5x trừ 2. B nhỏ, y bằng tỷ số 2x cộng 3 chia 7 trừ 3x. C nhỏ, y bằng tỷ số x bình phương cộng 2x cộng 3 chia 3 trừ 4x. D nhỏ, y bằng x bình phương cộng 7x cộng 3 chia x bình phương trừ 3. Bài tập 2. Giải các bất phương trình sau. A nhỏ, y phải nhỏ hơn 0 với y bằng tỷ số x bình phương cộng x cộng 2 chia x trừ 1. B nhỏ, y phải lớn hơn hoặc bằng 0 với y bằng tỷ số x bình phương cộng 3 chia x cộng 1. C nhỏ, y phải lớn hơn 0 với y bằng tỷ số 2x trừ 1 chia x bình phương cộng x cộng 4. Bài tập 3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau. A nhỏ, y bằng 5 sin x trừ 3 cos x. B nhỏ, y bằng tỷ số sin x cộng cos x chia sin x trừ cos x. C nhỏ, y bằng x nhân cotan x. D nhỏ, y bằng sin x chia x cộng x chia sin x. E nhỏ, y bằng căn bậc 2 của 1 cộng 2 nhân tan x. F nhỏ, y bằng sin của căn bậc 2 1 cộng x bình phương. Bài tập 4. Tìm đạo hàm của các hàm số sau. A nhỏ, y bằng mở ngoặc 9 trừ 2x đóng ngoặc nhân với mở ngoặc 2x mũ 3 trừ 9x bình phương cộng 1 đóng ngoặc. B nhỏ, y bằng mở ngoặc 6 nhân căn bậc 2 của x trừ 1 chia x bình phương đóng ngoặc nhân với mở ngoặc 7x trừ 3 đóng ngoặc. C nhỏ, y bằng mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc nhân với căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. D nhỏ, y bằng tan bình phương x trừ cotan x bình phương. E nhỏ, y bằng cos x chia 1 cộng x. Bài tập 5. Tính f'1 chia phi'1. Biết rằng fx bằng x bình phương và phi'x bằng 4x cộng sin bx chia 2. Bài tập 6. Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x. A nhỏ, y bằng sin mũ 6x cộng cos mũ 6x cộng 3 sin bình phương x nhân với cos bình phương x. B nhỏ, y bằng cos bình phương mở ngoặc b chia 3 trừ x đóng ngoặc cộng cos bình phương mở ngoặc b chia 3 cộng x đóng ngoặc cộng cos bình phương mở ngoặc 2b chia 3 trừ x đóng ngoặc cộng cos bình phương mở ngoặc 2b chia 3 cộng x đóng ngoặc trừ 2 nhân sin bình phương x. Bài tập 7. Giải phương trình f phải x bằng 0. Biết rằng a nhỏ, fx bằng 3 cos x cộng 4 sin x cộng 5x. B nhỏ, fx bằng 1 trừ sin mở ngoặc b cộng x đóng ngoặc cộng 2 nhân cos mở ngoặc 2b cộng x chia 2 đóng ngoặc. Bài tập 8. Giải bất phương trình f phải x lớn hơn g phải x. Biết rằng a nhỏ, fx bằng x mũ 3 cộng x
trừ căn bậc 2 của 2. Gx bằng 3x bình phương cộng x cộng căn bậc 2 của 2. B nhỏ, fx bằng 2x mũ 3 trừ x bình phương cộng căn bậc 2 của 3. Gx bằng x mũ 3 cộng x bình phương chia 2 trừ căn bậc 2 của 3. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.